Em xin chào tất cả mọi người. Chào mừng quý cô chú, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Kiếm Tiền của em nha. Video này em chia sẻ cho quý cô chú, anh chị và các bạn mình cái cách để chúng ta tiến hành KYC cái dự án là SIXXEIJJ nha. Hôm nay ngày 16 tháng 10 họ đã tiến hành cho KYC phạm vi toàn cầu. Đầu tiên là mình sẽ đi vào cái nhóm Telegram của họ. Họ có một cái nhóm Telegram đó là SIX Community, là cái nhóm cộng đồng đó. Và hiện tại là admin đã khóa chức năng trò chuyện rồi. Họ sẽ mở một thời gian nhất định trong ngày, anh chị ha. Ở đây là cái thông tin liên quan. Đây ạ. À. Rồi. Tức là sao ạ? Họ yêu cầu chúng ta dùng một cái tờ giấy trắng, sau đó chúng ta sẽ ghi đầy đủ thông tin trên đây. Tiếp theo nữa là em sẽ cho anh chị xem. Ở đây họ có ghi câu chữ nè. Mình sẽ dịch cái này ra ha. Đây, em có dịch sẵn luôn. Cách thực hiện các bước này. Đầu tiên, lấy giấy trắng, sau đó viết trước. Thời gian ngày tháng năm, thời gian là anh chị KYC lúc mấy giờ đó. Rồi là ngày tháng năm là cái ngày chúng ta KYC ha. KYC ngày nào phải ghi đúng ngày đó, anh chị nha. Cái SIX email này là chúng ta ghi cái email mà chúng ta đã đăng ký cái tài khoản này. Cái biệt hiệu SIX đây chính là cái tên nickname của mình, cái nickname tài khoản SIX đó. Sau đó cầm tờ giấy này một tay và một tay lấy bằng chứng chỉ ID của bạn. Sau đó chụp ảnh khuôn mặt của bạn và chụp ảnh trong máy ảnh sau. Ở đây là chúng ta sẽ kẹp cái căn cước công dân của mình, chứng minh nhân dân của mình hoặc là passport của mình kèm với cái tờ giấy này. Chúng ta để trước ngực á. Rồi sau đó chúng ta nhờ bạn bè người thân mình chụp cho mình một cái tấm ảnh ha, cho nó rõ nét, rõ ràng, ok. Và cái này nó KYC na ná như là những cái dự án khác hơn chị, cũng như T-Chain như vậy đó. Đơn giản. Rồi. Đây nè, cái hình ảnh này nè anh chị. Đây. Thì đầu tiên là anh chị ghi cái chữ là cái dòng SIX KYC ha, ghi chữ hoa. Rồi sau đó time là chúng ta ghi cái mốc thời gian, ví dụ như là em KYC vào lúc 6:20 đó. Buổi sáng thì em để AM, buổi chiều thì em để là PM, là phê phở đó. Rồi sau đó chấm phẩy. Sau đó anh chị để ghi cho em là cái ngày ha, như ngày hôm nay là 16 tháng 10. Như anh chị KYC ngày 17 thì ghi ngày 17 ha. Rồi cái SIX email là cái email mà chúng ta đã đăng ký với cái tài khoản này. Rồi sau đó cái nickname là cái tên tài khoản cái dự án SIX mình đó. Thì cơ bản là như vậy. Sau đó chúng ta để chứng minh nhân dân hoặc căn cước của mình hoặc là cái passport mình phía dưới. Sau đó anh chị nhập chung lại, để như thế em như thế này cũng được. Rồi chúng ta để trước ngực á, nhờ bạn bè người thân chụp cho mình một tấm ảnh là ok ha. Rồi. Đó là cái thông tin liên quan. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái dự án. Thì như em nói đó, chúng ta có hai cái, một cái APK là nó có màu nè, một cái dự án là một cái SIX là cái trên web á, là nó màu đen bên phải nè. Nhưng mà anh chị chúng ta KYC nên KYC trên APK nha. KYC trên APK cho em nó sẽ tốt hơn là trên web nha. Đó. Rồi em sẽ nhấp vào cái gọi SIX màu xanh nè. Đó. Rồi ở đây á, khi anh chị nhấp vào họ yêu cầu anh chị là update cái APK này lên. Anh chị nhấp vào cái chữ là ok cho em ha. Trước khi làm cái này nè. Rồi bây giờ em sẽ tải xuống đi. Android thì tải xuống cho Android, còn iOS thì tải xuống cho iOS ha. Trước khi anh chị làm cái này nè, anh chị nên á tắt cái điện thoại rồi mở lên cho em nha. Ở đây nhấp một cái chữ quẳng tải xuống anh chị. Tại vì cái APK bất cứ cái tiệp nào, cái máy nó đều cảnh cáo như thế này ha. Nhấp vào quẳng tải xuống. Đó, là tắt cái điện thoại rồi mở lên nha anh chị. Cho nó ngon nha. Chứ anh chị để ý mà điện thoại chúng ta đang sử dụng đôi khi nó bị lắc hoặc là nó quá nặng á, anh chị sẽ KYC rất là khó, rất là lâu. Thậm chí là nó sẽ bị lỗi nha. Thì tới đâu khoảng ngày 20 tháng 10 đó là họ sẽ mở cái sàn. Đó, 22 tháng 10 thì là chúng ta có thể là bán cái đồng SIX này được nha anh chị. Đó là theo cái sắc trắng nha. Bây giờ em sẽ nhấp vào cái chữ mở. Đây. Chúng ta nhấp vào cái chữ là cho phép một lần. Anh chị nhấp một cái chữ cài đặt. Kích thước là 34,2 mm nha. Sau đó chúng ta nhấp vào mở. Anh chị cài đặt xong á, anh chị có thể vào trong cái quản lý tập tin của máy để chúng ta xóa cái tệp APK vừa rồi cho nó giảm cái dung lượng lại nha. Cho nhẹ cái máy của mình anh chị. Rồi ở đây tổng số của thành viên cộng đồng toàn cầu là 1.482.005. Rồi bây giờ cái việc chúng ta cần làm á, nếu mà cô chú anh chị mình chưa có cái APK này á, mà chúng ta vào cái bằng cái web á, cái màu đen bên phải này em nhấp vào đây ha. Thì sao ạ?
thì anh chị á cần tải cái APK này về. Ở đây nó ở phía trên bên phải nó có cái giữa tải xuống nè, hoặc là download á, anh chị nhấp vào đó ha. Chúng ta nhấp vào đây nè. Đó. Anh chị nghe, nhớ cho em ha. Rồi. Bây giờ chúng ta vào đây. Nhớ nghe, trước khi làm nhớ tắt điện thoại, mở lên nghe cho nó ngon lành anh chị ha, kiểm tra mạng wifi các kiểu ha. Rồi anh chị nhấp vào cái chữ là professional, cái hình người phía dưới bên phải này, nhấp vào đây cho em nè. Ở đây chúng ta sẽ thấy được hai cái phần là real name KC và cái FOS. Anh chị nhấp vào cái chữ là real name KC ha. Rồi. Rồi bây giờ nè, chúng ta sẽ làm ha. Đầu tiên á là country on region. Đây á là kêu anh chị chọn cái quốc gia hoặc là cái khu vực, chúng ta nhấp vào. Anh chị kéo xuống. Ở đây sẽ có cái chữ Việt Nam. Anh chị thấy không ạ? Nào Việt Nam nè, mình nhấp vào đây. Tiếp theo á, cái surname này nè. Cái này là cái họ và tên của mình nha. Họ và tên đúng của mình, anh chị ghi hoa có dấu vào khoảng cách đúng trong cái căn cước hoặc là chứng minh hoặc là passport của mình. Sau đó cái dòng thứ ba là có cái chữ ID card đó, anh chị nhấp vào cái mũi tên bên phải nè. Mình sẽ chọn một trong ba cái phần sau đây. Anh chị nhấp vào cái chữ ID card cho em. Một á là ID card là cái căn cước công dân hoặc là cái chứng minh nhân dân. Cái passport là cái hộ chiếu, cái drive license, cái này á là cái bằng lái xe nha. Anh chị có cái nào chọn cái đó, em sẽ chọn ID card. Sau đó anh chị sẽ nhập ở đây là cái số ID trên cái căn cước công dân của mình, trên cái chứng minh của mình, trên cái passport của mình, trên cái bằng lái xe của mình ha. Rồi cái phone này nè là cái số điện thoại nha, anh chị nhập số điện thoại của mình vào. Thì chúng ta cũng nhập cái số không đầu hen, ví dụ như là 01234567 89 hen, nói chung là cái số không của mình. Nhớ ghi vào cuốn sổ nhật ký cho em để sau này chúng ta còn nhớ nha anh chị nha. Chúng ta làm xong hết rồi chúng ta sẽ nhấp một cái chữ là next step, sẽ qua bước thứ hai nha. Sau khi anh chị nhấp vào cái chữ là next step sẽ đưa mình đến cái bước thứ hai. Thì ở đây á là cái hình đầu tiên họ có chia sẻ anh chị nè. Đó, cái cách để chúng ta là chụp cái hình ảnh. Thì một bên á là mình sẽ cầm cái tờ giấy mà hồi nãy chúng ta ghi đó anh chị ha. Một bên á là chúng ta sẽ cầm cái giấy căn cước công dân hoặc là cái passport. Kỹ như vậy, nhưng mà anh chị cũng có thể nhập lại chúng ta cái tờ giấy trắng đó, rồi phía dưới đó chúng ta kèm cái giấy chứng minh của mình, căn cước công dân của mình đều được ha. Rồi ở đây nè, cái hình đầu tiên là cái hình họ chia sẻ thôi, là họ hướng dẫn mình đó. Cái hình thứ hai là cái hình này nè, là anh chị nhấp vào đây nè, nó sẽ cho mình hai cái dạng. Rồi mình nhấp vào đây cái nữa. Thì ở đây á anh chị có thể là tải lên bằng cái thư viện, tức là bằng cái album ha. Hai á là anh chị bằng cái camera là chúng ta chụp trực tiếp. Thì anh chị làm cái nào cũng được hết ha. Nhưng mà em nghĩ á là chúng ta chụp trực tiếp thì nó sẽ ok hơn là cái chúng ta tải bằng album nha anh chị nha. Đó. Rồi cái hình thứ hai này nè, là chúng ta cái hình mà chúng ta chụp chân dung cùng với cái giấy mà chúng ta viết tay cùng với cái căn cước công dân chứng minh nhân dân của mình. Cái hình thứ ba bron nè, anh chị thấy cái chữ bron là mặt trước của căn cước công dân. Rồi cái hình thứ ba là cái mặt sau nha. Chúng ta lót lên hết rồi chúng ta nhấp vào cái chữ là next step. Ở cái bước này nó sẽ bị lỗi cái chỗ á, là cái thứ nhất nó lót chậm ha. Đó thì ở cái bước này á, nếu như mà chúng ta là cái người mà chúng ta tải cái hình ảnh từ thư viện lên á, thì trước khi làm cái đó anh chị nên lấy cái hình ảnh của mình vừa chụp xong á, mình đưa lên trên, mình gửi lên trên Facebook, mình tải lên rồi mình lấy hình ảnh trên Facebook tải về, rồi mình tiếp tục lấy hình ảnh vừa tải về mình tải lên, rồi vừa tải lên tải về, vừa tải về tải lên, anh chị làm khoảng 4-5 lần để cho nó giảm cái dung lượng số nha. Đó, để cho chúng ta lót lên kiểu như họ giới hạn có 5MB thôi, nhưng mà cái ảnh của chúng ta chất lượng của nó tới 20MB đi thì nó lót không được, thì nó cứ quay hoặc là nó quay một chút nó sẽ là bảo là thất bại ha. Còn anh chị chụp trực tiếp thì chúng ta cứ chụp thoải mái, còn nếu như nó không được thì mình cứ làm hai cái thủ thuật đó, mình cứ làm tải lên trực tiếp bằng cái chụp điện thoại hay là tải lên bằng cái thư viện, thì anh chị cứ làm ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm.
Rồi thì lúc em đang làm KC cũng như chia sẻ cho anh chị á, là khi đăng cái hình ảnh lên thì nó báo là thất bại, là cái bộ nhớ trên cái đám mây á, kiểu như vậy là nó đã đầy, tức là họ hiện tại không có tiếp nhận cho cái việc KC. Thì cái này như thế này, em nghĩ là cái có nghĩa là sáng nay á, là họ chưa có mở cho KC, kiểu như là họ sẽ bắt đầu mở KC cho toàn cầu từ lúc 9 giờ hoặc là 10 giờ hoặc là 13 giờ chiều, kiểu như vậy anh chị ha. Bây giờ chúng ta làm là chúng ta không có lót lên được, hoặc là họ đang nâng cấp xử lý lên đó, nên anh chị thấy nè. Đó thì ngày họ thì đêm hôm á, hồi lúc khoảng tối 7 giờ tối ngày hôm qua nha, là em làm KC cho mẹ em á, là đã ok anh chị. Nhưng mà sáng nay em làm cho em và em chia sẻ anh chị như hồi nãy giờ đó, thì khi mà tải cái hình ảnh lên á, em tải bằng thư viện nè, rồi em chụp trực tiếp luôn, nó cũng đều báo như thế này, thì chứng tỏ là cái bộ của họ là họ đang ngừng hoặc là đang cập nhật. Thì chúng ta chờ thông tin sau ha. Thì các bước anh chị làm cũng như thế này thôi. Thì sau khi chúng ta lót được hết cái hình đầu tiên á, là cái giấy trắng chúng ta viết tay ha, viết như thế này như em chia sẻ nãy, kẹp theo giấy chứng minh nhân dân, căn cước công dân, passport rồi đó ha. Thì chúng ta chụp, rồi tiếp theo cái hình ron là cái mặt trước của chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc là bằng bằng lái xe. Rồi tiếp theo nữa là một cái hình phía sau, sau đó chúng ta nhấp vào next step. Thì anh chị KC xong á, thì cái chữ KC họ sẽ để là đang xem xét, thì trong một thời gian có thể là 5 tiếng, 10 tiếng hoặc là 24 hoặc là 1 đến 2 ngày tùy theo hen, là chúng ta sẽ được duyệt. Thì khi chúng ta được duyệt xong á, thì em sẽ tiếp tục chia sẻ hen, cũng như là khi nào mà của em được KC trực tiếp luôn á, em sẽ làm và chia sẻ anh chị lại ha. Còn bây giờ á, là em cập nhật cho anh chị nắm các thao tác, các bước và cái thủ thuật chúng ta cần phải làm ha. Thì anh chị canh rảnh rảnh chúng ta vào chúng ta KC vậy nha. Đó rồi em xin phép dừng cái video nha mọi người. Đơn giản lắm anh chị nào KC Ti Trang gọi cái dự án Ti Trang gọi á, là cái này chúng ta KC rất là dễ, nó na ná như nhau thôi, nó không khác gì hết á nha.